Cận cảnh nhóm đối tượng đông thành viên rủ nhau thực tập, lần đầu dùng kìm cắt khóa và cái kết. Hôm nay ngày 24 tháng 11 trên các diễn đàn phòng chống kẻ gian, truyền tay nhau vụ việc manh động với caption như sau. Nhóm đối tượng non chòe trẻ châu đi khá đông, kéo nhau đi trộm cắp. Đây là điều đáng báo động vào thời điểm cuối năm như thế này. May mắn tình huống nhóm này thực hiện chưa thành công. Qua đây cổ chủ xem lại clip trích xuất camera, lắc đầu chán nản tự trách bản thân sao mà xui quá trời quá đất. Xem lại camera mà chán nản thật sự, cạn hết lời không muốn nói thêm và muốn kênh Sài Gòn TV chia sẻ đông đảo vụ việc để mọi người nâng cao cảnh giác. Không nghĩ là nhóm kẻ gian có thể táo tợn đến như vậy. Còn tình huống như thế nào mời cả nhà xem tiếp nhé. Cụ thể, theo camera an ninh một tiệm điện thoại ở khu vực phường Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai ghi lại, vào khoảng rạng sáng cách đây vài ngày, nhóm đối tượng kéo khá đông, đa số tuổi đời khá trẻ cùng nhau thăm dò tới trước một tiệm điện thoại khóa ngoài. Một tên xách kìm đem theo tiến tới để cắt khóa cửa. Sau khi loay hoay một lúc lâu cùng với sự hỗ trợ của đồng bọn, tuy nhiên với tay nghề non yếu, bọn chúng đành chịu thua, không đột nhập được tiệm điện thoại, nhóm này nhanh chóng rời khỏi. Dân mạng xem xong clip hết sức bức xúc vì thời buổi hiện nay kẻ gian quá liều lĩnh, không biết sợ là gì, mong pháp luật cần trị tiêu những đối tượng này trong xã hội ngày nay. Nhiều ý kiến cho rằng dường như đây là lần đầu tiên của chúng nó nên mới có cái kết vụng về hết sức. Cũng may là thất bại, nhưng cổ chủ nên trang bị cẩn thận hơn vì không thể lúc nào cũng may mắn như vậy. Được biết, cô chủ đã trình báo cơ quan chức năng, mong truy vết được kẻ gian dù không bị mất tài sản. Nhưng quan trọng là mong muốn chia sẻ clip để mọi người xem qua và lấy làm bài học phòng chống và rút kinh nghiệm. Sau trình báo, công an đã có mặt, trích xuất camera an ninh, lấy lời khai, truy xét những đối tượng liên quan. Còn bạn, bạn thấy sao về pha kéo cả nhóm dùng kìm đi cắt khóa này? Bình luận cho chúng tôi biết với nhé. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức trích xuất camera đáng chú ý trong ngày. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.